lửa mưa và con hổ hung hăng trong khu rừng nọ có một con hổ rất hung hăng một hôm đang đi thì hổ thấy một con vật gì đã rực cứ nhảy múa bập bùng hổ liền quát to ngươi là con vật gì sao ngươi thấy ta mà không cúi chào hả con vật lạ ấy reo cười thích thú tôi không phải là con vật tôi là lửa lửa vừa nói vừa nhảy múa hổ tức quá liền lao vào lửa ngay lập tức hổ thấy bỗng rát ở lưng ở mặt hổ đành quay đầu bỏ chạy lửa chẳng buông tha mà còn đuổi theo hổ hổ la lên nóng quá thôi ta thua rồi và nhảy ùm um xuống dòng nước trước mặt Nước làm những vết bỗng dịu bớt Nhưng dấu cháy xém trên tấm áo long vàng Thì mãi còn cho đến tận bây giờ Hổ còn chưa kịp hoàng hồn Thì lại thấy cái gì đó lột đột Đập trên lưng mình Hổ ngơ ngác nhìn quanh Và hỏi với giọng cáo bực Đứa nào ném sỏi vào ta đấy Tôi không ném sỏi lên người anh Tôi là mưa mưa là con vật nào sao ta chưa biết mặt mưa đáp tôi là nước từ trên trời đổ xuống chứ không phải con vật anh hổ ngốc nghếch ạ à. hổ gầm lên mì hổn thật dám chê ta ngốc nghếch sao ta sẽ cho người biết tay chợt nó nhìn thấy hai người thợ săn từ xa đi tới hổ sợ quá vội quay đầu chạy trốn mưa nói với hổ đừng sợ hãy xem tôi đây nói rồi mưa trút xuống ào ào hai người thợ săn vội vã trở về nhà hổ thoát nạn tự thấy xấu hổ từ đó hổ không còn tính hung hăng như trước nữa